Khoảng 18 giờ chiều ngày 27 tháng 9 tại đường Lê Văn Lương hướng về đường Láng Hạ thuộc địa phận phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Khi các phương tiện đang lưu thông trên đường thì bất ngờ một dàn giáo sắt từ một công trường đang thi công rơi xuống trúng vào người đi đường. Sự việc khiến một cô gái tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu. Được biết đây là tòa nhà gồm 2 tầng hầm, 16 tầng nối thuộc dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê ở lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các đơn vị chủ đầu tư, thi công thiết kế, giám sát gồm công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai, công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Polytech Việt Nam và công ty đầu tư và phát triển Tây Hồ. Chỉ trước vụ tai nạn thương tâm ở Hà Nội vài ngày, vào sáng ngày 24 tháng 9, khi vừa lên công trình xây dựng trung tâm thương mại Gigamo trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thì 3 công nhân bất ngờ bị rơi xuống đất. Các công nhân bị nạn đều trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó có người bị chấn thương sọ não. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do quá trình tháo giàn giáo, một số công nhân đã chất nhiều giàn giáo lên sàn thao tác khiến sàn bị sập. Trước đó vào ngày 19 tháng 9, cũng trên đường Phạm Văn Đồng, địa bàn quận Gò Vấp, đã xảy ra sự cố xe chở cần cầu ra công trình bị nghiêng, khiến cần trục dài 30m đổ sập xuống đường Phạm Văn Đồng. Vụ việc khiến tài xế bị thương nhẹ, nhiều người đi đường may mắn thoát nạn. Khi được hỏi về vấn đề có được chủ thầu xây dựng đảm bảo hay cấp phát các vật dụng bảo hộ lao động hay không, thì một công nhân cho biết. Dạ thì đúng cái này thì em biết, nếu mà không có an toàn lao động thì cũng nguy hiểm cho đến tính mạng của em thật. Nhưng mà do là công trường này cấp nó chưa được đủ gọi là phương tiện cho nên bọn em bắt buộc đi làm vậy. Đến ngày kịp để gọi là đổ sàn theo tiến độ. Công ty cái này có thuộc công ty này đâu. Đấy có bảng ở trường kia, đây nó làm trường học mà. Đây tự do là mình thích mà quần áo làm đi dép nào thì đi. Ngày 20 tháng 8, 3 công nhân cũng mãi mãi không trở về nhà do sự cố đứt dây cáp cầu trục tại công trường xây dựng thuộc dự án Dơ Săn Mễ Trì, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cũng tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 17 tháng 1, xảy ra sập giàn giáo khi đang đổ bê tông tầng 1 của công trình tại góc đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, khiến 3 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Xót xa hơn khi nhìn vào các số liệu của Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Riêng thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017 đã xảy ra 1.492 vụ tai nạn lao động, làm 123 người chết, 306 người bị thương nặng. Trong khi nếu chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố này đã xảy ra tới 15 vụ tai nạn làm chết người. Trong tháng 9 cũng diễn ra hàng chục vụ tương tự dẫn đến thương vong đau lòng. Về tình trạng để xảy ra tai nạn chết người tại các công trình xây dựng, vì nhiều lý do những thông tin này được bưng bít hoặc xử lý nội bộ. Một phần của thực trạng trên cũng là do một số cán bộ phụ trách lĩnh vực thanh tra xây dựng ở không ít địa phương thiếu trách nhiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ được giao, thậm chí là thông đồng cùng nhà thầu và chủ đầu tư các công trình dẫn đến lơ là nhiệm vụ.